Xin kính chào quý vị khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 10, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nhanh chóng xác minh và điều tra nhóm đối tượng gây ra vụ án, khiến hai nhân viên của công ty này bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu là hai nhân viên của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang thực hiện công việc quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi. Sau đó, có hai thanh niên trên một chiếc xe máy đã tiến lại gần, dừng xe và lao vào tấn công chị Khải. Chị Lưu đã ngăn cản để bảo vệ đồng nghiệp. Một trong hai thanh niên bất ngờ rút súng và bắn vào chị Lưu, làm cho chị bị thương ở đùi. Thanh niên này sau đó bắn chị Khải 3 phát vào chân. Sau khi nghe tiếng súng, người dân trong khu vực đã hô hoán, khiến nhóm thanh niên nhảy lên xe bỏ đi. Ngay sau đó, cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy cả hai nạn nhân đều bị thương, viên đạn găm sâu ở đùi và bắp chân. Lãnh đạo công ty đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng sau khi vụ việc xảy ra. Công an phường Nghĩa Chánh đã tiến hành cuộc làm việc với hai công nhân và thực hiện kiểm tra hiện trường sự việc. Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng và liên quan, thực hiện khám nghiệm và trích xuất hình ảnh từ camera khu vực đường Phạm Văn Đồng để hỗ trợ trong việc truy xét đối tượng gây án và điều tra chi tiết vụ việc. Hiện tại, sức khỏe của hai công nhân đã ổn định nhưng tinh thần của cả hai vẫn rất hoang mang. Trong sáng nay, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho hai nữ công nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.